Kính thưa quý cô chú, các anh chị và các bạn, thì hôm nay là đã 24 Tết rồi. Đưa ông công táo thì về ngày hôm qua. Trời Huế thì vẫn còn may mắn là được trời nắng rất là đẹp. Sáng hôm nay Huế thương ở đây là đường Kim Long. Đây là quán cà phê Sóc Nâu, một cái quán rất là đông khách và nằm nhìn ra sông Hương rất là mát mẻ. Những ngày này thì Huế đang rộn ràng để đón xuân về, thì cũng không có gì, sáng hôm nay Huế thương cũng trao những cái phần quà yêu thương đến cho những cái người nghèo tàn tật để cho họ có một cái Tết ấm áp. Nhìn những cái cảnh Huế ngày hôm nay thì những người xa quê không về được thì luôn luôn nao nao một cái tình cảm được trở về quê hương sau những ngày xa xứ đến Tết đến xuân về. Thì hôm nay có cô chú ở Mỹ giúp cho 20 phần quà đến những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, tan tật, để họ có một cái Tết ấm áp hơn chút, hạnh phúc hơn một tí. Đó là một cái điều rất là trân trọng và đáng quý cái tấm lòng của cô chú ở xa. Những ngày tháng cận Tết ở Huế thì số lượng Việt kiều ở các nơi trên thế giới đổ về Huế cũng rất là đông, tại vì sau những năm tháng dịch bệnh và đường phố Huế thì vui nhiều hơn nhiều, rộn ràng xe ngựa xe. Còn đây là bé Hoa nè, người thì chỉ có chừng đó thôi, nhưng mà phải nuôi ba đứa con ăn học, mà làm cái số bây giờ rất là ế, phải chạy hướng hương nổi người ta rất là vất vả. Còn lại đây thì những cái bác đấy thì chắc là nhìn lâu rồi mọi người thấy đa số là bác cứ dùng gì dùng đấy.
tự nhiên thoải mái. Rồi. Cho bao một tay. Bà thích uống trà thì cứ lấy trà về uống tiếp, còn bà không thích thuốc thuốc cứ thuốc. Dạ. Yeah. À, con kính thưa quý bác cũng như là quý anh chị, thì hôm nay thì con được sự gửi gắm của cô chú ở Mỹ biểu mỗi bác như vậy là 1 triệu đồng về có tiền sắm đồ tết ăn tết. Dạ. Ở đây là tổng cộng là 20 bác cũng như là cô chú anh chị hoàn cảnh đặc biệt vất vả rồi lại còn tàn tật. Một số bác thì tuổi cao sức yếu, còn những tấm vé số để mưu sinh hàng ngày. Đây thì rất là nhiều bác và nhiều làng quê chứ cũng phải là riêng ở thành phố Huế. Những bác thì đạp xích lô, như em đây là đang chạy thần và cũng bị mù, bác cũng bị mù. Rất là nhiều hoàn cảnh hôm nay được sự chia sẻ yêu thương của cô chú ở Mỹ. Con thay cô chú gửi tiền đến mấy bác. Chúc mấy bác có tiền trang trải tiệc vui hơn, ấm áp hơn và năm mới sức khỏe hơn. Dạ. Mỗi bác 1 triệu, hai tờ mới gì sợ. Dạ. Nè. Bạc Dũng. Dạ, em cảm ơn cô chú ở Mỹ. Dạ, cảm ơn cô. Bạn ở Kim Đôi. Dạ, Kim Đôi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Có 2 tầng mới, căn sân đẹp đẹp. Anh đây là xe thô mà cũng khó khăn nuôi mẹ bình phải nghe. Mẹ bao nhiêu, mẹ ăn bao nhiêu? 7 chúc bạc năm mới bạn về số được. Dạ, cách dạ. Bực tao cười tươi lên nghe, con cái đầu ở đây giờ ở đâu gần giống ông cây trơn rồi đó ấy. Rồi đó. Mưa năm mưa lạnh lẽo cũng làm cái được. Mưa này hôm nay là coi là năm hè thì gần đây rồi mà thì cô Tân có một tấm lòng đi là cuối cùng quá thân lành. Cảm ơn cô rất nhiều. May mắn. Vâng, cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn hai cô chú bên Mỹ. Dạ. Tôi thương mà. Dạ. Cảm ơn mấy bạn. Bác bạc lọt. Mua bảo làm là vẫn có làm gì được. Cả anh bên Mỹ, anh gặp chị. Hầu nữa hai anh đây. Anh Đơn, anh Thọ, anh Cô. Dạ. Cũng xin cảm ơn. Dạ, rồi. Anh Nam. Xin cảm ơn cô chủ ở bên Mỹ để giúp đỡ cho chúng tôi một món quà trong những ngày Tết đến xuân về. Cảm ơn anh Hùng và cô Trân những câu nói giúp đỡ cho chúng tôi. Dạ. Xin cảm ơn. Bác bà. Cô chủ bên Mỹ và cô Trân Trân gia đình xin chúc cô chủ bên Mỹ và cô Trân Trân sức khỏe trong năm mới. Cảm ơn cô chú bên Mỹ về. Cảm ơn. Dạ. Con xin cảm ơn anh chị ở bên Mỹ và anh Hùng và Trần Tân. Nhân dịp Tết xuân về, chúng ta cũng xin cầu ơn thế gia hộ cho anh em ở bên Mỹ được sức khỏe dồi dào và anh Trần anh. Chú Trân Trân và anh Hùng cũng cố gắng để có những cái thành tích tốt đẹp cho bà con hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Dạ.
cảm ơn anh chị hỗ trợ cùng với bên Mỹ. Bạc Châu, Bạc Châu Hương An hả? Bạc Điện Trì. Cho nên nãy giờ con đời bạc đấy, để nhận qua của cô chủ ở Mỹ. Cảm ơn. Cảm thấy nên chắc hả? Dạ. Tôi biết sổ không được không? Như vậy là Trân Trân đã thay mặt cô chú ở Mỹ phát quà Tết cho đến về các bác, các chú, các anh chị em ở đây. Thì sau cùng có lẽ xin tất cả một tràng pháo tay để mình chúc sức khỏe cô chú và một năm mới bình an thịnh vượng. Dạ, kính thưa ân nhân, mọi người bởi cạn mà cạn nào cũng khổ hết, cũng sẵn sao sơ sạc với mùa xuống nghề. Hôm nay là được tấm lòng nhân hậu của ân nhân gửi tặng, thì chúng tôi cũng rất là ấm lòng. Khi xuân về Tết đến, chúng tôi có được đúng tiền để mà sắm sắm những cái cần thiết, mua gói mứt, rồi gói trà, chế rượu đón khách đến thăm. Chúng tôi rất là biết ơn, rất là ấm lòng, nhất là có đủ tiền để mua gạo, những ngày ra giêng cũng là được rất là ấm áp cái bếp lửa hôm nữa. Là xin chân thành cảm ơn ân nhân. Nhân dịp xuân về Tết đến, chúng tôi không biết nói gì hơn một tấm lòng tri ân kính chúc quý vị và quý quyến được dồi dào sức khỏe, thịnh vượng, thành công trong cuộc sống, năm mới an khang hạnh phúc, và xin trân trọng biết ơn. Dạ, và đây là trang trái trẻ đầy nghị lực. Hôm nay là đã có chân tay Gun ở Mỹ Lam này, cái bạn về số bán được 70 Gun này, 25 chữ đơn thẳng rồi, gần bạn rồi. Ngay thu nhập nghe cũng mà chắc là thẩm phá. Ngay được mấy, trong quân được mấy bạn cả ngày ở đây được 377 ngày 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 giờ gần 300 ngày được 300 thu nhập bạn 8 giờ sáng đến 5 giờ em biết em cũng rất là mừng là vui là có chấn già và bây giờ đi là cũng rất là vui vẻ, đặc biệt là có thêm tay già nữa rồi. Nhưng mà bây giờ đi bán cái số là cũng nói là lái xe nó hơi bị cứng cho nên Thảo nó bỏ xe về thôi. Không, mới lái xe là xe lại con tay đi, con đi tiệc với ăn uống ăn mì á, làm sao lấy đồ ăn sống, con ăn mì không có món cơm được, mấy nữa xúc lăn ra ngoài hết, ngồi đi tiệc mà lăn lại tay đi tiệc được. Hôm nay là mẹ Phước Lộc Lộc cũng rất là nhiều các điểm thi rắn cũng giới thiệu nhiều về mẹ Phước Lộc, cũng hoàn cảnh mẹ đi đâu cũng nặng, rồi ba cũng đau, rồi em cũng bị như vậy về kiểm thị. Hôm nay là hai người như là hai người bồ nhau, bây giờ là gặp được nhau mà có quà nữa, quà của chú Đình và bên Vinh ở Tết Xịt á, là ly xì tiệc này về sắm tiệc này rất là có rồi. Đây 8 đô tắm đồ, tắm sướng chưa? Dạ. Con cảm ơn, bác rất ơn bác Đình và chị Linh đã thương con và chào con. Bước sang năm mới, con chúc gia đình bác Đình và chị Linh được bình an, sức khỏe. Con xin cảm ơn ba cô Trân đã trao qua cho con. Cảm ơn cô Trân ba chú Hùng. Ba Di Đà Phật. Buồn rửa luôn. Cùng tắm đồ này. À, quên bỏ này chờ hết, cái cầm được mố ấy, có thay cũng được, để chị bỏ vào đây hết, không về sổ này, để sổ sáng mua chiều sổ, tối chung này, mái xây nhà lâu xây hơi này, thôi, bỏ vào đây hết, dạ, dạ. Đẹp vào trong đây này, dạ dạ, cả lâu rồi, đi loại bên quán đành thế là có đi quán bắt đi quán đành đây. Con cảm ơn bác Đình và chị Linh đã tặng con tấm đồ để con có tiền sửa xe, có tiền chơi, có phụ tiền, có tiền từ Tết cảm ơn quân. Dạ, bữa con làm ra tiền được rồi thì con, dạ con xin lần cuối này con xin cho con nhận tiền đi thôi, còn lần sau thì con thôi.
do để ông dừng đi qua là lần cuối cùng của con là đi để bữa nay con làm ra tiền rồi thì cháu từ ló từ tốc rồi con được rồi. Dạ. Là khỏe là bữa nay làm ra tiền được rồi. Dạ. Lương cao hơn lương YouTube của chị Trân luôn á. Yeah. Có ngày bạn 370 vé này. Có ngày là bạn 200 rưỡi. Dạ. Rất là đẹp trai. Mà dễ thương, có được nhiều người ủng hộ. Mà nói thẳng luôn là nghĩa là lần cuối cùng. Dạ. Tôi giờ nói lần như là lần nhận lần cuối cùng thôi, chứ con cháu nói lần sau nó tự túc được rồi, nó không nhận đúng lần. Bắt câu, cho cái tròn đi. Rồi. Bắt lần kia. Rồi, chứ từ đồng chí con. Đó. Đó. Lần kia nè. Đó, tay robot luôn mà. Rồi, thử thử đi. Thử cầm đi con. Nói chung có người yêu à, nó chăm sóc người yêu được luôn. Ta có chứ. Thôi, yêu đương như tâm này được. Nghĩ lực quá. Mà anh chị dùng sử dụng mấy chị đang ngồi sử dụng một tay chứ. Dạ. Con em ăn cơm là chỉnh tay con đi. Con thử cầm đi nước được không? Không lên nước là sao được. Con chỉnh tay con đi nè. Đi 150 triệu. Ăn mì ra đi nè. 148 triệu. 148 triệu, con người chân 70. Tính 27 triệu, 7 triệu. Gần 200 triệu đấy. Là cái tiền chân cái tay, con tiêu thì cũng được bao nhiêu. Thư sơ bị chứ vậy? Nhưng chứ cả. Dạ, có thư sơ. Mẹ đấy. Hả? Mẹ hả? Mẹ nuôi. Dạ. Mẹ nuôi và bạc mẹ đất của bạc nú, ba nú đây. Tặng. Rồi cầu rồi gì thì có lâu lâu có đến về có phụ thêm xe sửa xe cái cô chị cũng vui ba mẹ ba nuôi mẹ nuôi lớn mua có tiền chỉ là điện có ba mẹ lớn mua có hết vậy nữa mà từ mỗi lần đi làm clip cả vùng sâu vùng xa cả hoàn cảnh đặc biệt mà khi phát lên clip mà cứ mỗi cô chú anh chị em có trường hợp đặc biệt mà nhận được sự giúp đỡ khi những hình ảnh đó làm rung động trái tim những nhà hảo tâm thì đó là một cái động lực rất là lớn cho người làm YouTube như những cánh từ thiện mà quá ít lực xúc quá ít lực viết thì đó là cái niềm vui lớn để cánh như Trân Huệ Thương là quá yếu cố gắng hơn bớt nản chỉ khi thấy được niềm vui của mọi người thì Trân cũng vui cũng như nhà hảo tâm người cho người nhận vui hết chúc mừng vui hết rồi chúc hai đứa năm mới là chưa muộn được muộn mọi điều ước muộn được như ý hết rồi. Rồi con chào bạc hết, chúc bạc năm mới sức khỏe nghe. Cảm ơn con Tân Tân. Dạ dạ, chúc mấy bạc năm mới sức khỏe nhiều hơn năm cũ. Dạ, cảm ơn con Tân Tân. Gia đình hoài. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Cảm ơn cô bước qua năm mới, chúc cô là nhiều dạng sức khỏe. Dạ. Cảm ơn anh đi dân, rất chân thành cảm ơn ạ. Dạ. Bạc đúng rồi, đi bạn về số ngay rất là cơ cực. Dạ. Bị thương là trước 75. Dạ. Dạ thôi con chúc bạn sức khỏe hơn. Dạ. Rồi cảm ơn cô ơi. Dạ. Rồi chúc mẹ năm mới bạn đắc khách. Cảm ơn ông chứ giúp đỡ cho em là tôi. Dạ dạ. Chào cô Tân Vân không sức khỏe nhiều ơi. Dạ dạ. Dạ. Chào. Dạ dạ. Dạ nữa. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ dạ. Hôm nay quay lại cái nồi này. Dạ dạ. Ok. Dạ dạ dạ. Dạ dạ.